Kính chào quý vị, Cẩm Tú rất vinh dự khi luôn được cùng đồng hành với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Việt. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Những người thiên về tâm linh tại Trung Quốc lo sợ liệu có phải là thánh thần hay quỷ dữ gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan trên. Vụ việc đã khiến cư dân mạng nước này đưa ra những lời đồn đoán gây ám ảnh cho nhiều người. Dẫn lời từ nguồn tin đại lục cho biết, hiện tượng này hóa đêm kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ tại các tỉnh miền Bắc Trung Quốc như Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Tây và thủ đô Bắc Kinh là điều lạ lùng chưa từng thấy từ trước tới nay. Khoảng 5 giờ 10 thay vì gà sẽ gáy như thường lệ, nhưng trời vẫn cứ như nửa đêm canh ba không có chút ánh sáng, khiến cho cuộc sống người dân vô cùng đảo lộn. Tất cả các thành phố chìm trong đêm đen đều phải mở đèn sẵn, kinh hoàng nhất là hàng ngàn đàn công trùng lạ bay kín trời, kèm theo tiếng kêu vo ve khiến nhiều người bị ù tai và đau đầu. Ông Mai lo lắng cho biết, tôi đã sinh sống tại đây hơn 50 năm, chưa từng thấy chuyện lạ như thế này. Chưa từng thấy, không biết tại sao ngày càng có nhiều hiện tượng lạ lùng xảy đến với đất nước của chúng tôi. Bên cạnh những lo sợ của người dân thì theo trang tin China News, những bức ảnh được chụp tại người dân địa phương vào lúc 8 giờ sáng nay cho thấy toàn bộ khu vực chìm trong bóng tối đen đặc. Mặc dù vẫn chưa có lời giải thích chính thức nào cho buổi sáng bóng tối đen một cách kỳ lạ này, theo đại diện của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, việc trời đột nhiên tối sầm lại do mây đen kéo đến, bầu trời các khu vực này quá dày, dẫn đến sự hình thành các đám mây dày đặc và ngăn chặn ánh sáng của mặt trời. Người dân các tỉnh miền Bắc Trung Quốc vô cùng hoảng loạn khi trải nghiệm cuộc sống như trong vùng chết. Khi ngày mới thức dậy không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mà thay vào đó là cảnh tượng bầu trời tối đen bao trùm không chút ánh sáng, kéo dài từ 5 giờ sáng cho đến 8 giờ 30 tối cùng ngày là điều chưa từng ghi nhận trong lịch sử nhân loại, kèm theo tiếng kêu của rất nhiều côn trùng lạ, khiến ai nấy đều đóng chặt cửa lại, không dám ra ngoài và phải mở đèn mới sinh hoạt được. Mai Sơn, một thiên văn trẻ Trung Quốc cho biết, các đám mây đen ngày thường xuất hiện trước cơn mưa dông và tan đi sau khi hết mưa. Tuy nhiên, ông Sơn nhận định thời gian chuyển tới đợt đầu 5 tiếng đã quá dài, chưa từng ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Có thể cho một số địa phương nằm ven biển nên lượng mây từ biển kéo vào nhiều hơn bình thường, gây ra hiện tượng nhiều lớp mây chồng lên nhau và lâu tan, ông Sơn nói thêm. Để trấn an người dân thì Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng này không có gì là bất thường và từng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, thường xảy ra vào mùa nóng khi bắt đầu xuất hiện các trận mưa dông lớn. Nhưng lời giải thích này vẫn chưa đủ thuyết phục. Nhiều người khi trời tối kéo dài, kèm theo những đàn côn trùng lạ bay dập trời rình rập những mối đe dọa đến tính mạng của người dân. Cho đến nay, chưa ai dám khẳng định nguyên nhân thật sự gây ra hiện tượng này bỗng hóa thành đêm như trên. Một số giả thuyết được đặt ra cho hiện tượng lạ này, rất nhiều người cho rằng hiện tượng bầu trời bỗng nhiên tối đầm sầm lại và đen kịt ở Trung Quốc có nguyên nhân từ nhật thực. Tuy nhiên, đây là một khả năng khó xảy ra bởi theo các chuyên gia khoa học, trên thực tế ở Trung Quốc đã từng ghi nhận một số trường hợp xảy ra tương tự tại các tỉnh miền núi như Vân Nam, Quý Châu vào năm ngoái nhưng chỉ kéo dài khoảng 1 phút. Và tác nhân chính gây ra chính là các đám mây đối lưu ở tầm thấp bay ngang qua và che kín một vùng bầu trời, làm cho mọi thứ trở nên tối sầm lại như ban đêm trong ít phút. Sau khi đám mây bay ngang qua, mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Có thể nói nhiều khả năng hiện tượng này bỗng hóa đêm xảy ra sáng nay tại các tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc cũng có kiệu nguyên nhân tương tự. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, đêm giữa ban ngày không phải là điều gì mới mẻ mà tương đối phổ biến trong thiên nhiên, nhất là trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra vô cùng phức tạp. Chúng ta biết rằng mây là tập hợp của rất nhiều hạt nước và tinh thể đá nhỏ li ti được tạo thành khi hơi nước ngưng tụ lại trong túi không khí đang bốc lên. Trong điều kiện thời tiết bình thường, không khí tiếp tục được đẩy lên khiến cho đám mây được bồi đắp thêm. Độ dày hai chiều cao của đám mây là nguyên nhân khiến cho mây có màu sắc không cố định. Khi mây mỏng, chúng sẽ để cho phần lớn ánh sáng xuyên qua và có màu trắng, nhưng cũng có những vật thể truyền ánh sáng khác, mây sẽ tuân theo quy luật. Càng ngày càng ít ánh sáng có thể xuyên qua, do đó, nếu mây quá dày, không gian bên trong các đám mây quá chặt thì màu mây sẽ chuyển dần sang xám hoặc thậm chí là đen. Đó cũng chính là dấu hiệu báo trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão sắp tới. Lượng mây đen quá lớn ở Trung Quốc vô hình chung đã khiến cho bầu trời nơi đây dù đang ở ban ngày cũng trở nên tối đen như mực. Ông Lý Đức, phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc Trung Quốc cho rằng, trời tối như vậy vì có một đám mây rất lớn đi qua ngang qua khu vực này, sau khi mây lan thì trời hừng sáng trở lại. Quan sát bằng cảm quan thì có thể khẳng định hiện tượng này là do mây lớn tạo thành. Lập luận trên càng có thêm cơ sở khi sáng nay trước thời điểm xảy ra hiện tượng ngày hóa đêm ở Trung Quốc, bầu trời cũng tối sầm và mưa chút nước trong khoảng 25 phút, từ 8 giờ 5 phút đến 8 giờ 30 phút. Một giả thuyết về sự liên hệ giữa hai hiện tượng này không phải là không có cơ sở và diễn biến tiếp theo của hiện tượng lạ này ra sao, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng cập nhật và gửi đến cho quý vị ở những bản tin kế tiếp. Trong suốt những ngày vừa qua, thiên tai và nhân tai đã liên tục ập xuống như muốn dạy cho Trung Quốc một bài học về sức mạnh của thiên nhiên, về những tội ác mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gây ra cho nhân loại. Những cơn mưa xối xả không ngớt đổ xuống các tỉnh thành miền Nam Trung Quốc, tàn phá toàn bộ thành quả 42 năm phát triển kinh tế bằng việc đánh cắp công nghệ chất xám, thương hiệu của tất cả các nước phát triển. Giờ đây, thành quả đạt được của Trung Quốc đã bị nước lũ cuốn trôi đi hết và đưa đất nước tỷ dân ngày quay về vạch xuất phát ban đầu. Miền Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Việc hy sinh nông thôn để bảo vệ thành thị là thủ pháp quen thuộc của chính quyền Bắc Kinh trong cách xử lý thảm họa lũ lụt.
Tại khu vực trung thấp của sông Châu Giang, bao quanh hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, mưa đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất và vận chuyển vốn đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống Covid nghiêm ngặt. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Tây phía đông nam Trung Quốc, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Theo Tân Hoa Xã, Tân Hoa Xã đưa tin khu vực này đã bị thiệt hại về kinh tế hơn 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,2 triệu USD với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Các quan chức địa phương đã cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Mùa mưa diễn ra và thường xuyên dẫn đến hiện tượng lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc. Nhưng có những lo ngại rằng biến đổi khí hậu đang làm tình hình trầm trọng thêm. Ngược lại, nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc đang có nhiệt độ cao bất thường. Nhưng theo dự báo, mưa cũng sẽ xảy ra ở khu vực này tiếp theo. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khi sông Trường Giang tràn bờ làm thiệt mạng hơn 4.000 người và khiến 14.000 người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang giết chết gần 700 người và gây thiệt hại hơn 30 tỷ USD cho đất nước. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 đã khiến GDP giảm 0,3%. So sánh, lũ lụt năm nay dự kiến gây tổn hại cho nền kinh tế ở mức thấp hơn, mặc dù chuyên gia Lee cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính các tác động kinh tế cuối cùng. Một điều chắc chắn là lụt năm nay làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó, khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ và gây ra sự chậm trễ cho các ngành khác nhau. Lưu vực sông Trường Giang là trung tâm xây dựng và nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, đồng thời nơi đặt nhà máy của công ty sản xuất ô tô, thiết bị y tế và thép. Bà Lee nói rằng chuỗi cung ứng hàng hóa như bột giặt, dầu gội đầu và khẩu trang y tế bị chậm trễ. Các nhà máy dọc theo sông Trường Giang sản xuất các sản phẩm như vậy, nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào mà họ gặp phải đều có thể do các nhà máy các khu vực khác tạo ra, bà nói. Rihanna Arizona, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn China Hoffa Tufin Tokyo Ritan ở Thâm Quyến, làm việc các công ty nước ngoài có làm nhà máy bên sông Trường Giang. Ông nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng, nhưng cho đến nay ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào hoặc các nhà sản xuất đã gặp. Arizona nói về Photan hoặc lũ lụt được tìm hiểu đến các khu vực phi công nghiệp. Sự may mắn không có chịu tác động trong chuyện này, chiến lược phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc đã xả lũ vào khu vực đất nông nghiệp, như biện pháp đã đảm bảo an toàn cho các thành phố và công nghiệp. Tổng cộng Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung Quốc đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp chi phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc các tuyến đường chính. Sáng kiến này củng cố sự phụ thuộc của Trung Quốc vào mạng lưới đập rộng lớn dọc theo sông Trường Giang và các phụ lưu của nó. Phương pháp trực tiếp nhất mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát lũ lụt và cách ly các thành phố. Chiến lược này được nhìn thấy khi các nhà chức trách ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc mở các cống của đập Phương Gia Bá nhằm bảo vệ các thành phố và khu vực đông dân hơn ở hạ lưu, nhưng lại ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn cư dân nông thôn phải sơ tán ngay lập tức. Theo Sikson, tại thị trấn Zhuzhani nằm trên sông nhỏ của phía nam, sông Trường Giang đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, nước lũ đã tràn đến tầng 2 của những ngôi nhà sau khi tỉnh lân cận xả lũ. Cư dân Zhuzhani hầu như không có khả năng phòng vệ trước sự tấn công dữ dội của lũ, vì chính quyền địa phương thiếu cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để điều hướng khỏi làng. Vừa qua, Reuters đưa tin một con đập 55 năm tuổi đã bị sập ở tỉnh Quảng Tây, khiến cộng đồng hạ du đối diện nguy cơ bị ngập. Bà Lee ước tính rằng trận lụt năm 2022 đã làm ngập hơn 51.900 km2 đất nông nghiệp của Trung Quốc. Trận lụt năm 2016 bao phủ gần như cùng diện tích đất nông nghiệp, trong khi năm trận lụt năm 1998 nhấn chìm hơn 207.000 km2 đất nông nghiệp. Dazin Chavis, nhà phân tích hàng hóa tại Stony Brook của Thượng Hải, nói rằng giá rau và thịt lợn ở Trung Quốc tăng cao do hậu quả của lũ lụt. Thủy sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng như lúa gạo, cây trồng phổ biến trong vùng. Một số loại cây trồng như cải dầu và lúa mì được thu hoạch trước khi lũ lụt trở nên tồi tệ. Ông Ferris nói, nhìn chung thị trường chưa có vẻ quá lo lắng về tình trạng thiếu hụt do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, những người nông dân có xu hướng trồng những loại cây này là một nỗi lo. Bà Turner cho biết hàng trăm nghìn người trong số họ đã phải sơ tán vì lũ lụt, đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc phục hồi sau thiên tai. Không có tiêu chuẩn thống nhất về giảm thiệt hại do lũ lụt, cũng như các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở vùng nông thôn ở Trung Quốc, bà Turner nói, để đối phó với những trận lũ lụt trước đây. Bà Turner cho biết chính phủ Trung Quốc đã phải khởi động chương trình thành phố bảo biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, vườn mưa và những nơi trữ nước khác để hấp thụ nước dư mưa dư thừa. Những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến cho các thành phố nhỏ hơn làng mặc đất nông nghiệp phải hy sinh để nước dâng ở Trường Giang. Thiên tai hiện tại là kết quả của cơn bão hoàn hảo kết hợp biến đổi khí hậu và hành động của con người, bà Turner nói. Rudy Frasafazo, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ, cho biết sự gia tăng mưa lớn do biến đổi khí hậu đang là phép thử đối với chiến lược xây dựng đập của Trung Quốc. Người ta lo lắng rằng các con đập nhỏ bị sập trong mùa mưa này báo trước tai họa. Không ai muốn nghĩ tới nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, con đập là niềm tự hào của dân tộc Trung Quốc cho đến nay, đã vượt qua thiên tai năm nay. Nhưng những nguy cơ mà nó cho thấy có nghĩa là Bắc Kinh có thể cần kiểm soát lại chiến lược của mình. Ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu được lũ lụt mà Trung Quốc chứng kiến trong những tuần gần đây. Bà Chaboros nói, nếu con đập bị vỡ, nó sẽ là một thảm họa đại hồng thủy.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Việt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.